Ngày 1 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở chính phủ tới các điểm cầu ủy ban nhân dân một số tỉnh thành. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà cho người thu nhập thấp, các đối tượng khó khăn theo cơ chế thị trường. Phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại các địa phương gắn với phát triển thị trường bất động sản nhà ở. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan trong hệ thống chính trị và sự tham gia của doanh nghiệp, người dân với trách nhiệm xã hội cao, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để các nhà đầu tư nước ngoài tham gia tích cực hiệu quả hơn trong phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động. Thủ tướng giao bộ xây dựng chủ trì xây dựng đề án đầu tư, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp trong giai đoạn từ nay tới năm 2030, hoàn thành ngay trong tháng 8 năm 2022. Cần nói đi đôi với làm, không để người dân mất niềm tin. Thủ tướng cũng chỉ đạo các giảm tối đa các thủ tục hành chính phiền hà rơm ra không cần thiết, tạo thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội nghiên cứu chính sách về nghĩa vụ của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động tại các khu công nghiệp có trách nhiệm hỗ trợ nhà ở cho công nhân người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đó khi quy hoạch các khu đô thị mới khu công nghiệp mới nhất thiết phải kèm theo quy hoạch nhà ở xã hội nhà ở công nhân bảo đảm hạ tầng xã hội hạ tầng kỹ thuật theo quy định quy hoạch bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các tỉnh thành phố có nhiều khu công nghiệp, tập trung nhiều công nhân, cần để dành quỹ đất và kêu gọi các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp bất động sản tham gia đầu tư, phát triển nhà ở công nhân, nhà lưu trú cho công nhân thuê. Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ ngành liên quan hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản phù hợp. Trong đó chỉ đạo cụ thể các định hướng, giải pháp sửa đổi, đề xuất sửa đổi các quy định hiện hành, tiếp tục giải quyết nhu cầu nhà ở đang rất bức thiết của công nhân, người thu nhập thấp.